Bây giờ đến câu hỏi số 2 của một khách hàng buổi trưa hôm nay nhắn tin cho tôi bảo: anh chị ơi, heo nhà tôi nó bị ho ngồi như chó ngồi, mũi thò lò, bụng giật 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 nên nó bị gì? Thì tôi cũng đang phân vân là không biết là nó bị Glasser hay là bị bệnh APP, nhưng mà tôi nghiêng về phía APP hơn, tại vì con heo nó có hiện tượng ngồi như chó ngồi, bụng hóp hóp mà mũi nó thò lò, thì đây là triệu chứng của phổi dính sườn. Thì khi mà heo nó bị phổi dính sườn thì các bạn sẽ làm như thế nào? Đầu tiên mình sẽ chạy ngay ra hiệu thuốc, không có hiệu thuốc thì phải đặt sẵn về nhà, đó chính là Sepmax và Liberon. Thì trong cái Sepmax này, thành phần của nó là Ceftifur 10% kết hợp với Gentamicin 6% kết hợp với một vài thuốc khác. Còn Liberon này, bản chất của nó là Liberon 50%, nó có tác dụng là hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm. Hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm, khi các bạn kết hợp giữa hai thùng thuốc này với nhau, nó sẽ tạo thành một cặp bài trùng vô cùng tuyệt vời để điều trị bệnh ABP ở trên lợn, bệnh ORT trên gà và bại huyết vịt. Đây là một trong những công thức bí truyền mà tôi đã dùng cả năm nay rồi và nó khá hiệu quả. Tôi sợ rằng nếu mà các bạn không dùng nhanh ấy, một lúc nào đấy khi các bạn dùng nó lại nhờn thuốc thì các bạn lại đổi cho tại thuốc, không phải đổi cho tại mình. Ok chưa? Tiếp này. Tiếp tục này. Nếu mà con gà nó bị CCRD mà nó ghép viêm ruột thì mình sẽ làm như thế nào? Hiện tại bây giờ ở đây tôi không để một cái chai thuốc viêm ruột nào ở đây cả. Như các bạn nhớ là khi mà con gà của chúng ta nó bị CCRD mình nó gọi là ghép thì viêm ruột, thì các bạn cần phải lấy cái Lancospectin này, các bạn pha chung với lại cái Liberon này với còn một cái thuốc nữa tên của nó là S1 chì săn. Các bạn chỉ cần lấy ba cái thuốc này các bạn pha lại với nhau rồi các bạn tiêm một hai mũi, bạn tiêm một hai mũi thì con gà của chúng ta nó sẽ trở lại bình thường ngay tức thì thôi, và nó sẽ chống được bệnh viêm ruột. Và sau khi mà bạn tiêm mũi thứ nhất ấy, thì bạn cũng không cần phải làm gì to tát đâu, bạn có thể dùng cho tôi cái sunfa mốc A cộng cộng này. Còn nếu mà bạn không thích sunfa mốc A cộng cộng thì các bạn dùng một trong những cái bí truyền, đó chính là cái sản phẩm Cocciclear này. Cocciclear này nó bao gồm có ba loại sunfa, nó cũng chữa viêm ruột và cầu trùng khá ok nhé. Và hiện tại bây giờ nếu mà một cái kháng sinh mà nó có ba gốc sunfa, khả năng chỉ có của công ty Big Boss thôi. Rồi ok anh em nhé. Thì buổi chiều hôm nay tôi chỉ muốn dành 30 phút để trả lời một số câu hỏi của anh em như vậy thôi. Nếu mà anh em có muốn hỏi Sơn Trinh một điều gì đấy thì các bạn có thể nhắn Zalo tôi, là Zalo của tôi là 0977809555 nhé. Các bạn nhắn tin vào Zalo thì tôi sẽ trả lời các bạn nhé. Xin chào anh Hư Vô, Vua Hư Ảnh. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem livestream của Sơn Trinh. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và có những cái công thức điều trị bệnh vật nuôi bí truyền hiệu quả nhé. Ok, Sơn Trịnh biết ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi livestream của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.